Kính chào quý vị và các bạn. Năm mới Giáp Thìn đang gõ cửa từng nhà. Trong không khí rạo rực của mùa xuân, thay mặt những người làm chương trình phát thanh truyền hình huyện Vũ Quang, xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành cấp huyện, các xã thị trấn và nhân dân đã quan tâm theo dõi, chia sẻ, góp ý, giúp đỡ, động viên để Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn huyện thời gian qua. Mong rằng trong thời gian tới, năm 2024, Trung tâm sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và đóng góp nhiều hơn nữa để các chương trình phát thanh truyền hình của huyện ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới nữa lại về và hòa quyện cùng cảnh vật vào xuân, lòng người dân huyện Vũ Quang lại trộn rộn những cảm xúc rạo rực, thanh tân khi năm mới gõ cửa. Năm 2023, huyện nhà thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện chung có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Song bằng sự nỗ lực đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, huyện Vũ Quang đã giành được nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục phấn đấu giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm tới. Năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng. Trong giờ phút thiêng liêng chuẩn bị đón chào năm mới, mời quý vị và các bạn nghe thư chúc Tết của đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang. Kính thưa toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện nhà, nhân dịp đón xuân năm mới, xuân Giáp Thìn, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang, tôi thân ái gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức, con em người lao động đang học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Năm 2023 mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức như tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá cả các loại vật tư nông nghiệp duy trì ở mức cao, thiên tai dịch bệnh diễn biến bất thường, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, sự đổi mới sáng tạo linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nên huyện nhà vẫn đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật như giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2023 đạt trên 3.560 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng người trên năm, tăng 3,35 triệu đồng so với năm 2022. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 33 tỷ đồng, là năm thứ tư liên tiếp chúng ta thu vượt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,36%, giảm 0,81% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả, bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo, hoạt động tài chính tín dụng khoa học công nghệ có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, truyền thanh, truyền hình, thể dục thể thao tiếp tục có những bước phát triển mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Kính thưa đồng bào, đồng chí, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh các điều kiện thuận lợi, năm 2024 chúng ta tiếp tục dự báo có những khó khăn thách thức đối với việc phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi Đảng bộ nhân dân trong toàn huyện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao thu nhập, gắn việc giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đạt mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm 2024. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong huyện hãy phát huy thành tựu đã đạt được trong những năm qua, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ và các yếu tố tích cực để tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2025. Trong thời khắc thiêng liêng của đầu xuân Giáp Thìn, xin chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện nhà và người con quê hương đang sinh sống, làm việc, học tập trên mọi miền Tổ quốc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc năm Giáp Thìn huyện nhà sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng. Quý vị và các bạn vừa nghe thư chúc Tết của đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều hạnh phúc, an vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.